Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho bà con người Việt ở nước ngoài. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết thân ái, tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng chung sức, sát cánh cùng đất nước, nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch virus Vũ Hán, Thủ tướng nhắn nhủ. Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn văn thư của ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc như sau. Thân ái gửi bà con Việt Nam ở nước ngoài. COVID-19 là đại dịch nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh trên toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp khó lường. Đảng và nhà nước ta đã có những chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ, kiên quyết nhiều giải pháp phòng chống dịch ngay từ sớm và áp dụng mức độ cao hơn so với các khuyến cáo của WHO. Việt Nam đang kiểm soát được tình hình, đạt những kết quả tích cực bước đầu với 50% số lượng người nhiễm được chữa khỏi bệnh và đặc biệt là chưa có trường hợp nào tử vong, được Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, các đoàn thể cũng như sự đoàn kết đồng lòng chung tay hành động của toàn dân tộc, trong đó có những đóng góp ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ quý báu thiết thực cả về vật chất, tinh thần của bà con đối với công tác phòng chống dịch ở trong nước thời gian qua. Tôi trân trọng tinh thần đoàn kết, nhân ái, tương trợ, giúp đỡ quý báu đó, đồng thời biểu dương nỗ lực của kiều bào, người lao động, sinh viên, học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở các quốc gia vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, tuân thủ quy định của nước sở tại để bảo đảm, bảo vệ mình và cộng đồng. Những hành động có thể thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa và tinh thần vượt khó của dân tộc ta, nhân dân ta. Tôi hoan nghênh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài yên tâm ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này. Tôi đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hợp tác với các cơ quan hữu quan sở tại, bảo đảm quyền lợi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại. Đồng thời khẳng định tinh thần tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, tiếp tục nỗ lực phối hợp hành động và chia sẻ khó khăn với tất cả các nước sớm để sớm giành được thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Bà con thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Thực hiện lời kêu gọi này với truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm, đề cao tinh thần tự bảo vệ mình chính là bảo vệ gia đình và xã hội, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và các quy định của các nước sở tại, nhất là giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn nhiều vất vả, khó khăn phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của tất cả chúng ta, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Với những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch đến nay, cùng với sự đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ của cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh. Chúc bà con đoàn kết, sức khỏe, thành công. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là nguyên văn bức thư mà ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã gửi cho kiều bào ta ở nước ngoài. Trong nội dung, quý vị và các bạn cũng đã hiểu được ông ta đang muốn gì. Về chuyện giúp đỡ của người nước ngoài về cho trong nước thì chúng ta hãy đến với một câu chuyện 62.000 tỷ miếng bánh quá ngon cho bọn quan tham dưới đây. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam họp phiên bất thường để xem xét đồng ý với chính phủ triển khai gói cứu trợ an sinh xã hội khẩn cấp. Chiều ngày 9 tháng 4 năm 2020, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định gói an sinh xã hội lên đến 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi virus Vũ Hán. Các nhóm được ưu tiên hưởng như sau.
Thứ nhất, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 500.000 đồng trên một người một tháng. Thứ hai, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch virus Vũ Hán được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng trên người mỗi tháng. Thứ ba, hộ kinh doanh cá thể có thu dưới 100 triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ một tháng. Thứ tư, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, lao động bị mất việc được hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng. Thứ năm, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng một khẩu trên một tháng. Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh trong phiên họp ngày 8 tháng 4 rằng không để gói cứu trợ bị trục lợi. Trả lời báo chí, Bộ trưởng Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng cho biết quan điểm của Thủ tướng là gói hỗ trợ phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Gói hỗ trợ đến tận tay người dân, không để xảy ra việc lợi dụng trục lợi chính sách, không để xảy ra tình trạng tham nhũng hay thất thoát. Lý thuyết thì đúng là như vậy. Lời nói của Cộng sản thường thường không bao giờ đi đôi việc làm. Nếu như quý vị và các bạn từng ủng hộ ai một cây tre, nếu như qua các tổ chức xã hội, các tổ chức của đảng, thì chắc chắn khi đến được tay người nhận chỉ còn một que tăm. Đó là một điều chắc chắn. Và lý thuyết thì rõ ràng là như vậy, liệu đi vào thực hiện có trọn vẹn như thế không? Gói 62.000 tỷ này cùng với sự đồng ý duyệt chi 350 tỷ của chính phủ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, mỗi tỉnh 70 tỷ đồng để ứng phó với tình trạng hạn mặn, liệu có bị trục lợi ăn chặn khi đến tay người dân hay không? Từ hôm qua đã xảy ra hàng trăm vụ ăn chặn tiền hàng cứu trợ, xóa đói giảm nghèo, tiền hỗ trợ thiên tai, bão lũ bởi các cán bộ đảng viên có chức có quyền, lãnh đạo địa phương. Chúng ăn chặn tiền của những người yếu thế, rất thiệt thòi trong xã hội. Những người bị bệnh tâm thần, người già yếu, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật. Chúng tước đi cơ hội được sống của bệnh nhân, của người khốn cùng. Chúng ăn cướp của những quà tặng, tiền bạc, thuốc men và viện trợ của các kiều bào ở hải ngoại gửi về, cũng như các mạnh thường quân trong nước dành cho người già neo đơn, trẻ tàn tật, người bệnh, nan y. Tháng 9 năm 2019, cả nước rùng mình khi ngay thủ đô Hà Nội, bọn bất lương đã làm việc phi đạo đức, ăn cả quà tặng thực phẩm dành cho trẻ tật nguyền tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, cơ quan an ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã khởi tố 3 trưởng khoa bác sĩ gồm Vi Du Lệ, Phan Văn Giỏi, Đinh Thu Hồng đã lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế để cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, sau đó cho nhân viên mang bán ra ngoài để trục lợi. Trong đó, bà Đinh Thu Hồng là vợ của giám đốc bệnh viện Trịnh Vân Anh. Tiền kiếm được từ số thuốc chôm đi bán lên đến 1,5 tỷ đồng được các đối tượng chia nhau. Cũng trong tháng 12 năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Sĩ, sinh năm 1958, giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sĩ cùng với kế toán, thủ quỹ xa xẻo tiền quỹ sổ sách, chi tiền nộp ngân hàng nhưng không nộp, thu tiền của các cơ quan đơn vị ủng hộ nhưng không nhập quỹ để tăng nguồn thu và sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Còn nhớ cơn bão Chen Chu xảy ra hồi tháng 5 năm 2006 gây hậu quả nặng nề cho ngư dân miền Trung. Rất nhiều cá nhân và tổ chức bỏ tiền ra để giúp giải quyết hậu quả sau cơn bão. Tiền hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chen Chu đã bị xa xẻo. Chính quyền Đà Nẵng tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, chính quyền tỉnh thì ăn chặn theo cấp tỉnh, huyện, ăn chặn theo cấp huyện và xã thì ăn chặn theo cấp của xã. Có những nơi số tiền nằm im, không được chi đồng nào để rồi sau đó các quan lớn nhỏ chia nhau. Tiền không chi ra đồng nghĩa với việc nạn nhân và gia đình của họ sẽ nhận cứu trợ trên giấy, trong khi người dân oằn mình rên xiết trước cảnh tai ương đã phải khóc hết nước mắt với bọn cẩu quan này. Giải thích số tiền khủng tồn động được giữ lại, một số lãnh đạo địa phương cho rằng sẽ làm đường nông thôn, chuyển đổi ngành nghề, đào tạo và dạy học cho con em ngư dân. Thật chung chung, vô thưởng vô phạt,
để hợp thức hóa số tiền mà chúng cướp được của người dân. Năm 2016, Formosa Hà Tĩnh xả thải ra biển gây vụ khủng hoảng biển chưa từng thấy, làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Người dân cả nước phẫn nộ, giận dữ vì Formosa xả chất độc hủy hoại ra môi trường. Trước sự biểu tình xuống đường rầm rộ của người dân trên cả nước, buộc Formosa phải xin lỗi và bồi thường số tiền 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Rất nhiều người dân miền Trung đã không nhận được hoặc nhận được số tiền rất ít ỏi từ số tiền bồi thường. Thay vào đó, tiền rơi vào các túi quan tham của địa phương. Chính phủ không có sự giám sát số tiền được chi trả như thế nào mà chỉ nói chung chung rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc bồi thường cho dân, giao cho các bộ ngành của địa phương xây dựng phương án để bồi thường thiệt hại như hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, xử lý môi trường bền vững và chỉ có thế. Bất chấp lệnh của chính phủ, các ông vua con ở địa phương chỉ làm theo cách của mình, trong khi chính quyền địa phương tuyên bố đã chi hoàn tất tiền đền bù cho dân, nhưng nhiều người dân vẫn không nhận được một xu nào. Sự bất bình ngày càng gia tăng và các khiếu nại kêu cứu của dân đều rơi vào vô vọng. Mỗi khi quê hương rơi vào thiên tai dịch họa, quan chức lại rung đùi sung sướng, phen này trúng to. Tiền chùa cứ thế mà vơ vét. Bởi lẽ, ăn trên xương máu nước mắt, sống ký sinh trên những thân phận nghèo đói của xã hội, những số phận bọt bèo là nghề của bọn chúng. Tiền xa xẻo cướp được, chúng xây biệt thự, thu tóm đất vàng, đưa con đi du học và mua nhà ở nước ngoài. Chúng sống như đế vương mà không sợ gì cả, bởi chúng không phải trả giá cho việc làm của chúng. Những quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm, giải trình không hợp lý. Về nguồn gốc tài sản bất minh, Quốc hội đã không thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 ngày 20 tháng 11 năm 2018 vì không đủ quá bán đồng ý. Trong khi công ước Liên Hợp Quốc thì tài sản bất minh phải bị tịch thu hoặc khởi tố hình sự. Số tiền 62.000 tỷ đồng chuẩn bị hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 sẽ có bao nhiêu phần trăm trong số đó đến được tay người dân nghèo hay phần lớn sẽ rơi vào túi các quan tham? Dùng khẩu trang làm mồi, Trung Quốc ép các nước chạy theo. Song song với chiến dịch tuyên truyền gieo rắc nghi ngờ về nguồn gốc thực vụ của dịch bệnh, qua đó rũ bỏ được trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc để dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng và gây tang tóc cho toàn thế giới, chính quyền Cộng sản Trung Cộng còn thúc đẩy một chiến lược ngoại giao mới, thời đại dịch có thể gọi là ngoại giao coronavirus, như giáo sư Cạ Thayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế đã đặt tên thành ngoại giao y tế, ngoại giao khẩu trang nhằm thực hiện tham vọng lãnh đạo thế giới của mình. Theo số liệu của Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc công bố ngày 26 tháng 3, Trung Quốc có tổ chức 4 đợt hỗ trợ chống dịch với 89 quốc gia tại 5 châu lục và 4 tổ chức quốc tế thế giới. Trong đó, Liên minh châu Âu EU, Liên minh châu Phi EU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ngay khi các nước đang bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã nhanh chóng chớp thời cơ để trở thành vị anh hùng cứu thế đối với từng nước. Những tuyên bố về việc Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ cùng với những chuyến hàng và cả các chuyên gia y tế của Trung Quốc được cử đến hỗ trợ các nước trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán được truyền thông Trung Quốc làm zoom beng trong và ngoài nước trong thời gian qua. Chiến dịch ngoại giao y tế Trung Quốc triển khai nhanh chóng như tốc độ lây lan của đại dịch. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã cung cấp thiết bị y tế và viện trợ cho khoảng 120 quốc gia trên thế giới. Không chỉ các nước nghèo thiếu khả năng chống chịu với dịch bệnh, ngoại giao y tế của Trung Quốc còn vươn tới các nước phát triển mạnh ở châu Âu, vốn trước đây chỉ quen với việc giúp đỡ các nước nghèo trong dịch bệnh như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, v.v. Không chỉ cứu trợ các nước trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán với tư cách là nhà nước mà các cá nhân, các doanh nghiệp của Trung Quốc cũng tham gia tích cực trong việc xây dựng hình ảnh Trung Quốc trong đại dịch này. Tỷ phú giàu nhất thế giới Jack Ma của tập đoàn Huawei cũng đã gửi hàng triệu khẩu trang đến khắp mọi nơi ở châu Phi, châu Mỹ Latin, thậm chí đến cả nước Mỹ thịnh vượng và châu Âu giàu có. Không chỉ giúp đỡ riêng từng nước trong khuôn khổ quan hệ song phương mà Trung Quốc còn kêu gọi hợp tác các khu vực và toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch virus Vũ Hán, thể hiện một Trung Quốc chủ động hướng ngoại đối lập và chính sách hướng nội của Mỹ mà Tổng thống Trung đang theo đuổi.
Trong khuôn khổ đa phương, Trung Quốc giữ vai trò tích cực trong quan hệ với ASEAN cũng như trong khuôn khổ ASEAN cộng 3, tức là các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi Hoa Kỳ có xu hướng giảm bớt sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á, thì khi nhiều lần không có sự hiện diện của Tổng thống Trump tại các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN hay liên quan đến ASEAN, trong đó có hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á, thì Trung Quốc tranh thủ thời cơ đại dịch để áp dụng chính sách ngoại giao y tế chủ động hướng ngoại. Từ tháng 2, Trung Quốc đã tham dự hai cuộc họp cấp cao để đối phó với viêm phổi Vũ Hán, một cuộc họp với Bộ trưởng Y tế công cộng từ các nước ASEAN cộng 3 và cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và các quốc gia thành viên của ASEAN. Trong khi đó, mãi cho đến ngày 1 tháng 4, Hoa Kỳ và ASEAN mới tổ chức hội nghị video liên ngành cấp cao để chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở cấp thứ trưởng. Sau đó, Hoa Kỳ tiếp tục đề xuất hội nghị video của các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng. Có vẻ như trong đại dịch này, trên mặt trận ngoại giao, Trung Quốc luôn nhanh chân hơn so với Hoa Kỳ. Hàng loạt những hoạt động ngoại giao của Trung Quốc thực hiện trong đại dịch đều phục vụ cho tham vọng lãnh đạo thế giới của Trung Quốc thay thế vai trò của Mỹ. Giáo sư Cả Thế Ơ khẳng định Trung Quốc muốn giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu và việc họ là quốc gia đầu tiên ngăn chặn được viêm phổi Vũ Hán phải được thế giới công nhận. Đó là lý do tại sao lãnh đạo Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ khi mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức của ông mô tả dịch bệnh hiện nay là virus Vũ Hán hay virus Trung Quốc. Đặc biệt, các bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ như Mike Pompeo cố gắng chèn virus Vũ Hán vào tuyên bố chung của G7 khiến cho Trung Quốc nổi giận. Bên cạnh đó, Trung Quốc muốn cải thiện hoạt động kinh tế trong nước bằng cách khôi phục chuỗi cung ứng, dỡ bỏ hạn chế du lịch quốc tế càng sớm càng tốt. Trung Quốc cũng tìm cách khắc phục sự xuất huyết của đầu tư nước ngoài ra khỏi đất nước. Cuối cùng, Trung Quốc có một động lực không nói rõ ra là phô bày sự tương phản lòng vị tha của Trung Quốc với Hoa Kỳ hiện đang là chủ trương hướng nội. Giáo sư cũng cho rằng các quan chức Trung Quốc trước đó đã đánh giá thấp bản chất và khả năng sát thương của dịch bệnh này. Họ cũng đánh giá thấp mức độ mà viêm phổi Vũ Hán sẽ tác động tiêu cực đến cả Trung Quốc và nền kinh tế của toàn cầu. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng vì nền kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại so với cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, gậy ông lại đập lưng ông khi chính sách ngoại giao y tế chủ động cấp cao của Tập Cận Bình đã bị phá hoại nghiêm trọng bởi việc bán và xuất khẩu các thiết bị y tế kém chất lượng. Vừa qua, Bộ Y tế Hà Lan đã phải cho thu hồi 600.000 khẩu trang FFP2, tức phân nửa lô hàng 1,3 triệu chiếc được Trung Quốc giao hôm 21 tháng 3 năm 2020 vì không đạt chất lượng. Thứ Năm ngày 26 tháng 3, chính quyền Tây Ban Nha rút lại 58.000 bộ xét nghiệm của công ty Trung Quốc Janssen BioEC Biotechnology vì độ tin cậy của nó chưa tới 30%. Còn ở tại Cộng hòa Serbia, các bộ xét nghiệm nhanh được giao cho một bệnh viện ở Ottawa và đã bị phát hiện chất lượng tồi. Đây là những món hàng thuận mua vừa bán được giao theo đơn đặt hàng chứ không phải là quà tặng của Bắc Kinh. Trước những chỉ trích, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tỏ ra lúng túng, tờ báo Le Monde của Pháp cho biết Đại sứ quán Trung Quốc ở Amsterdam nói rằng sẽ hợp tác về một cuộc điều tra đang diễn ra tại Madrid. Đại sứ quán Trung Quốc thông cáo giải thích công ty thâm quyến Shenzhen không nằm trong danh sách của các nhà cung cấp được chuyển cho Tây Ban Nha. Và trong lúc số người nhiễm ở châu Âu tiếp tục gia tăng lên hàng trăm nghìn người và hàng chục nghìn người chết, trong khi con số này ở Trung Quốc, nơi sản xuất xuất phát điểm của dịch bệnh, chỉ là hơn 80.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 3.000 người tử vong, cũng khiến cho dư luận thêm nghi ngờ về tính xác thực của số liệu mà Trung Quốc cung cấp cho thế giới. Chiến dịch ngoại giao thời dịch bệnh ở Trung Quốc dường như không thuyết phục được nhiều nước, đặc biệt là phương Tây. Lucrezia Boretti, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Mercato của Trung Quốc, học tại thủ đô Berlin, Đức, bày tỏ quan điểm chính sách ngoại giao khẩu trang có thể mang lại những dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng cũng sẽ có tác động trái ngược ở mức độ nào đó. Ở trên thực tế, điều đó đã xảy ra. Rõ ràng chính sách của Trung Quốc cũng đã khiến cho một số quan chức châu Âu tỏ ra không hài lòng. Hôm 22 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter
Hurwitz cảnh báo người dân rằng các cơ quan truyền thông của Nga và Trung Quốc có liên quan đến một chiến dịch đánh lạc hướng công chúng nhằm chỉ trích những nỗ lực nhằm đẩy dịch bệnh của quốc gia Bắc Âu này. Trung Quốc theo đó được cho là ví von những động thái của Thụy Điển với sự đầu hàng trước dịch bệnh. Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU hôm 23 tháng 3 năm 2020 lên tiếng chỉ trích sự thiếu hiệu quả trên quy mô toàn cầu trong việc ngăn chặn hành vi thêu dệt lên các câu chuyện liên quan đến dịch bệnh. Borrell cho biết đã xuất hiện các yếu tố địa chính trị, trong đó gồm việc gia tăng tầm ảnh hưởng thông qua cái gọi là chính trị hào phóng. Chúng ta phải bảo vệ châu Âu khỏi những âm mưu nằm sau đó. Pháp và Italia cho biết họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp quản lý lên dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ những doanh nghiệp quan trọng có tầm ảnh hưởng trong nước không rơi vào tay các nhà đầu tư ngoại quốc, tiêu biểu nhất là Trung Quốc. EU cũng đã và đang nỗ lực thắt chặt mối quan hệ luật pháp của mình. Andrew Small, một cán bộ cao cấp trong chương trình Asia Program tài trợ bởi quỹ Chairman Mahel của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đã có thể nâng tầm ảnh hưởng nếu như quốc gia này không cố gắng chính trị hóa việc cung cấp các thiết bị vật tư y tế đến châu Âu. Giờ đây đã xuất hiện một quan điểm rằng quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc đang sử dụng chính cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này để gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Huawei đã tài trợ khoảng 800.000 khẩu trang cho Hà Lan hồi tuần trước. Các chuyên gia phân tích đặt câu hỏi rằng đây có phải là một hành động trượng nghĩa hay còn mang sau đó một động cơ liên quan đến phiên đấu giá hệ thống viễn thông 5G được dự kiến được tổ chức ở thủ đô Amsterdam trong tháng 6. Cơ quan chức năng ở Hà Lan vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về việc có ủng hộ Mỹ và các quốc gia châu Âu khác trong việc cấm Huawei tham gia phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 5G hay không. Sau những cáo buộc Huawei tiếp tay cho hoạt động tình báo của chính phủ Trung Cộng, nhiều người khác thắc mắc rằng điều gì đã thôi thúc Jack Ma, nhà sáng lập đồng thời là cựu CEO công ty thương mại trực tuyến khổng lồ Alibaba Group Holding, có những hành động trợ giúp Ukraine. Trong tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr cho biết Jack Ma đã hỗ trợ một khoản tiền 80 triệu đô la để nước này mua các thiết bị vật tư y tế được nhập khẩu từ Trung Quốc. Đúng như bà Miwa Hirono, chuyên gia về cứu trợ nước ngoài của Trung Quốc ở Đại học Ritsumeikan ở Nhật Bản, nhận định, trong ngắn hạn, những nước nhận khẩu trang và thiết bị y tế sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nhưng về lâu về dài, thật khó mà tưởng tượng được các nước vốn có quan hệ về cách cư xử với Trung Quốc tại trường quốc tế như vấn đề nhân quyền, công nghệ và việc tạo ra bẫy nợ sẽ đột nhiên quên đi những vấn đề đó là chấp thuận quyền lực mềm của Trung Cộng, đơn giản vì Trung Cộng đã cho họ khẩu trang và các thiết bị y tế. Sau khi gây ra đại họa cho nhân loại trên thế giới, hàng triệu người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trên 80.000 người, gần 100.000 người đã bị chết, Trung Quốc đang cố xây dựng một hình ảnh tử tế hơn với quốc tế bởi những hành động trục lợi như một thói quen khó bỏ. Giấc mơ chủ thế giới có lẽ vẫn còn xa vời nếu như quốc gia này vẫn khư khư giữ thể chế theo chủ nghĩa cộng sản, độc tài toàn trị, sẵn sàng ngay giữa đại dịch vẫn lao vào bắt nạt Việt Nam. Điều đó chứng tỏ họ chẳng bao giờ trở thành đối tác tin cậy của các quốc gia khác trên thế giới. Mỗi năm đều có quá nhiều bài viết về tháng Tư đen 1975. Tháng Tư vợ mất chồng, con mất cha, triệu người đi tù, triệu người ra khơi, nhà cửa, gia tài, chẳng còn gì để tiếc nuối. Chỉ còn một khát vọng tự do, cho dù phải hy sinh cả gia đình trên đại dương sâu thẳm. Lịch sử cận đại, người Việt đã hai lần bỏ nước ra đi. Năm 1954 tạm biệt mồ mả tổ tiên ông bà từ Bắc di cư vào Nam. Tưởng là đã yên thân, để rồi năm 1975 một lần nữa lại gạt nước mắt, đong buồm, mang theo số phận thuyền nhân tỏa ra muôn phương tám hướng, làm chấn động lương tâm nhân loại. Tháng Tư đen 1975, đất nước thay vì đoàn tụ lại bị chia cắt sâu hơn nữa. Một miền Bắc nghèo đói tiến vào giải phóng miền Nam trù phú. Hàng đoàn Molotov chở chiến lợi phẩm từ Nam ra Bắc, xe Honda, TV, tủ lạnh bên thắng cuộc vơ vét không chừa một thứ gì. Người lính của các bác và đảng sau bao năm sốt rét vật vã trên đường Trường Sơn,
Lên đường về quê với con búp bê cục trên ba lô và tay mang túi sách của đàn bà. Đó là tất cả những gì mà anh về cho em, con và cho con từ chiến dịch đại thắng mùa xuân. Hỡi những anh bộ đội miền Bắc, nhìn lại hình ảnh đồng đội mình trong chiến trường thắng với những con búp bê, chiếc túi đeo tay đàn bà cũ kỹ, anh nghĩ gì? Hy sinh cả mạng sống tương lai chỉ đổi lấy từng đó thôi sao? Bên thua cuộc cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, bỏ của chạy lấy người. Vết nứt ngăn chia hai miền giờ đây sâu hơn sông Bến Hải, rộng mênh mông như Biển Đông. Bên thắng cuộc trả thù những anh linh tử sĩ của bên thua cuộc, nghĩa trang ngăn chặn người đến thăm, những ngôi mộ bị hàng trăm gốc cây đục sâu vào quan tài, gậm nhấm nắm xương khô của người nằm xuống. Sự trả thù hèn hạ, trời không tha, đất không dung. Còn ai dám tự hào người Việt Nam văn minh? Ngay cả loài thú cũng không thể rỉa rói xác đồng loại, huống chi con người. Chúng tôi không vơ đũa cả nắm tất cả những người bên kia vĩ tuyến 17. Nếu năm 1954 bố mẹ không nhanh chân chạy trốn thì số phận chúng tôi cũng không khác gì các bạn, cũng đội nón cối, lê dép dâu, thổi điếu cày, ngậm khoai mì đến hàng răng nhô ra ngoài như mái hiên che mưa. Có chăng chỉ là kết tội bọn đầu sỏ Ba Đình, bọn khỉ rừng rú, bọn cướp chính quyền và nay vẫn ngồi trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam chúng ta. Công lý sẽ sớm trở về trên đường Nam kỳ khởi nghĩa và tự do sẽ đưa đồng khởi vào huyệt mộ một ngày không xa. Không ai thay đổi được quá khứ, hãy để lịch sử phán xét về tháng Tư Đen năm 1975. Nhưng chúng ta có thể sắp đặt được tương lai dựa trên diễn biến của hiện tại. Tháng 4 năm 2020 chuyển mình như vũ bão, một tháng 4 thay đổi toàn thế giới, tháng 4 hãi hùng nhất trong lịch sử cận đại nhân loại. Tháng 4 mỗi sáng tỉnh giấc đều choáng váng về con số nạn dân ra đi. Kinh khủng hơn sóng thần tsunami, chấn động gấp trăm ngàn lần động đất, nhân loại đang chiến đấu với một địch thủ vô hình. Không cần AK-47 hay đại pháo 130mm, nó đóng cửa mọi thành phố, nhốt người dân trong nhà, không cho ai đứng gần ai. Kẻ thù của thế giới hôm nay không phải là người, nó mang tên China Virus. Quê quán tại thành phố Vũ Hán, sức tàn phá của nó nguy hiểm hơn bất cứ loại vũ khí nào. Không biết là tin vui hay tin buồn, Chinese Virus không tôn thờ một chủ nghĩa chính trị nào cả. Hại ngay cả chủ của nó, không họ hàng, bà con thân thích, giết ngay cả những người dân vô tội tại Vũ Hán. Tháng 4 năm 2020, một thử thách cho trí khôn nhân loại. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về bệnh dịch và truyền nhiễm, gửi cho thế giới một thông điệp quan trọng. Cuộc sống của Hoa Kỳ sẽ không còn như trước đây nữa. Nếu như bạn muốn quay lại thời kỳ trước khi đại dịch coronavirus tấn công, điều đó sẽ không xảy ra. Nói rõ hơn, mối đe dọa là có thật. Tháng 4 năm 2020 sẽ thay đổi vị trí quê hương Việt Nam yêu dấu. Bên thắng cuộc nhanh chóng trở thành bên thua cuộc. Những tên cướp bất tài vô tướng từ hang bóc bó chui ra sẽ âm thầm trốn chạy trước làn sóng thất nghiệp đến tội phạm xã hội. Nếu chúng ta không nhanh chân, máu sẽ đổ lên đường phố Sài Gòn, Hà Nội và cả nước. Chúng ta hãy tìm hiểu qua những con số khoa học lý luận vững chắc, không thiên kiến hay hận thù, mượn chữ của bác sĩ Anthony Fauci, mối đe dọa là có thật. Toàn cầu hóa phải xem lại khái niệm cũng như xuất xứ của toàn cầu hóa là một đề tài tranh luận nhiều năm nay. Khởi đầu từ thế kỷ 15 khi những đoàn thương thuyền Tây Phương vượt biển tìm thương trường mới và trao đổi hàng hóa và văn minh, Thiên Chúa giáo du nhập vào các nước châu Á theo con đường này. Thomas Pearman, tác giả cuốn sách Thế giới phẳng, phân chia toàn cầu hóa thành 3 thời kỳ: toàn cầu hóa 1.0, 1491, 1800, mang tính chất khám phá thị trường buôn bán giữa các quốc gia với nhau; toàn cầu hóa 2.0, 1800 đến 2000, mục tiêu kết hợp giữa các công ty xuyên lục địa; toàn cầu hóa 3.0 là năm 2000 đến nay. Đi sâu hơn nữa là mối dây liên lạc giữa các cá nhân với nhau, bất kể ranh giới địa lý, ngôn ngữ hay văn hóa, email, Facebook, Twitter, YouTube đã phá tan hệ thống tuyên truyền của chế độ cộng sản. Toàn cầu hóa không hẳn là xấu,
Nó phân phối công ăn việc làm trên toàn thế giới, quần áo, giày dép và những dụng cụ dùng cho gia đình tại Hoa Kỳ có thể sản xuất ở nhiều nước khác nhau, trong đó có Việt Nam. Nhưng cũng đòi hỏi sự thông minh nơi chính quyền của từng quốc gia áp dụng nó. Singapore may mắn có một thủ tướng Lý Quang Diệu và Nam Hàn tri ân cố tổng thống Park Chung Hee. Cả hai nhà lãnh đạo đã có tầm nhìn đi trước cả hàng trăm năm, đưa đất nước của họ thoát khỏi cái bẫy toàn cầu hóa bằng cách tập trung vào đầu tư trí tuệ dùng văn minh phương Tây đào tạo nhiều thế hệ và kiến thức khoa học điện tử cao cấp. Hôm nay họ không còn lắp ráp xe hơi mà chế tạo ra những tên tuổi toàn cầu như Hyundai, Samsung. Bất hạnh vô cùng cho Việt Nam khi bọn cộng sản tiếm quyền, tầm nhìn của chúng không đi xa khỏi con khỉ này ngồi bắt chí cho con khỉ kia, đưa vào miệng cắn, sáng thủ dâm, chiều tự sướng với những khẩu hiệu giống tuếch, ngu đần. Khi cả thế giới cùng nhau nghiên cứu điều chế vaccine để trị con diêu siêu vi khuẩn Chinese virus, thì tên thủ tướng Marjane Việt Nam gào lên chống dịch như chống giặc, ai mà chẳng biết, hở thằng ngu. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã phường thôn bản là một tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài trong mặt trận phòng chống đại dịch. Lại khẩu hiệu chính trị, thuốc đâu không thấy, rủ nhau chui rúc vào hang bắc bó, liệu có yên không? Chê thì cũng phải khen cho công bằng. Ngài tưởng thú còn hiên ngang tuyên bố tuần cuối cùng của tháng 3 cũng sẽ mở màn cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 2020. Đúng đấy quý em ạ, đừng ăn mày dĩ vãng về mùa xuân năm 1975. Đàn bò vào thành phố. Tháng 4 năm 2020, khỉ về rừng, người trở lại thành phố. Hàng triệu đoàn quân thất nghiệp sẽ tiến lên hỏi tội chúng bay. Biệt thự dát vàng, nhà cao cửa rộng, xe hàng tỷ, toàn là những mục tiêu dễ nhắm. Báo Thanh Niên ngày 7 tháng 4 đưa lên nhiều hình ảnh đường phố Sài Gòn và Hà Nội sau một tuần trống vắng trở nên đông đúc bất ngờ. Dân chúng xem chỉ thị 16 của ngài tưởng thú, yêu cầu mọi người hạn chế ra đường cho đến hết ngày 15 tháng 4 nhẹ hơn giấy vệ sinh. Không phải dân chúng không biết sự nguy hiểm của con Chinese virus truyền nhiễm từ người này qua người khác. Họ thông minh hơn chú phỉnh nhiều. Con số những người làm nghề tự do ở Việt Nam lớn hơn vô cùng, ít nhất là vài triệu ở những thành phố lớn. Họ là bà con bán hàng rong, chú chạy xe ôm, buôn bán nơi vỉa hè, thu nhập mỗi ngày chính là nguồn sống của họ. Ở nhà một tuần lấy gì mà ăn? Ra đường nguy cơ bị truyền nhiễm không thể tránh, nhưng ít ra thì cũng có được bữa ăn cuối ngày. Tạm dùng chữ cộng sản gậy ông đập lưng ông, vỡ trận rồi các đồng cháy, đồng giận ơi, Chinese virus rất thích đám đông, nói ít hiểu nhiều. Cũng trên báo Thanh Niên, ngày 7 tháng 4 có bài viết với tựa đề 34.900 doanh nghiệp đóng cửa, 2 triệu lao động có nguy cơ mất việc làm. Đây là thông tin chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra vào ngày 6 tháng 4. Một đoạn trong bài báo viết, xin trích. Bên cạnh đó, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 26 tháng 3, đã có trên 153.000 người mất việc. Mất việc làm phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và hàng triệu lao động bị ngừng việc, tập trung vào một số doanh nghiệp và một số ngành nghề như vận tải, dệt may, da giày, du lịch, ăn uống. Nếu diễn biến dịch không có gì thay đổi, ước tính quý 2 sẽ có trên 250.000 người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và 1,5 đến 2 triệu lao động bị ngừng việc. Trong trường hợp dịch bùng phát mạnh mẽ hơn, ước tính quý 2 sẽ có 400.000 lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và khoảng 3 triệu lao động có nguy cơ bị ngừng việc. Hết trích. Theo luật lao động của Việt Nam, mỗi người đi làm chính thức không phải nghề tự do, mỗi tháng đóng 8% tiền lương từ cá nhân và bảo hiểm xã hội, công ty phải đóng thêm 17,5% trên tổng số lương của người đi làm. Ngoài ra, còn bảo hiểm y tế, công ty đóng 3%, người đi đóng làm 1,5% cộng với bảo hiểm thất nghiệp. Công ty và người đi làm đóng 1% giống nhau. Tổng cộng 3 cái bảo hiểm trên mỗi tháng chú phỉnh thu vào khoảng 32% tiền lương của người đi làm chính thức. Theo luật rừng của Cộng sản Việt Nam, cho phép người đi làm được rút tiền trong trường hợp và thời gian ra sao? Phải mất việc đúng 6 tháng mới được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Vậy trong thời gian 6 tháng không có việc làm, ăn cỏ mà sống sao? Không có việc trong 12 tháng mới được rút tiền bảo hiểm xã hội, chịu khó chờ đến thành bộ xương khô nhé. Căn cứ vào con số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam công bố, chúng ta thấy đội quân thất nghiệp sẽ đông như thế nào và dung chuyển tháng 4 năm 2020 ra sao. Hàng triệu triệu người đi làm trong các công ty không thể sống trong 6 tháng không có lương. Khi
Chính phủ Hoa Kỳ ban hành đạo luật khẩn cấp 12,2 ngàn tỷ đô la để bảo đảm mỗi người đi làm ở bên Mỹ chẳng may bị thất nghiệp sẽ được hưởng trọn vẹn 4 tháng lương đầu tiên. Giống như khi mình còn đi làm thì chú Phỉnh Việt Nam hẹn người mất việc phải ở không đúng 6 tháng trước khi đòi khai thất nghiệp. Vài ngày tới, người dân Mỹ ai có thu nhập một năm dưới 75.000 đô la đi làm hay không cũng sẽ nhận được một ngân phiếu 1.200 đô la giúp trong giai đoạn khó khăn. Chú Phỉnh Việt Nam thông minh hơn, bọn chúng gửi hàng triệu tin nhắn qua điện thoại của người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân thành phố chung sức chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động của ủng hộ phòng chống dịch virus Vũ Hán của chính phủ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Việc ủng hộ xin vui lòng chuyển khoản về quỹ cứu trợ thành phố. Tiên sư chúng mày, thế tiền thuế thu của dân từ trước đến nay để đâu? Đừng chơi trò lấy mỡ nó, dán nó hay vặt lông vịt nữa nhé. Các bạn công nhân viên bị nghỉ việc, đây không phải là lỗi của các bạn. Không cần chờ 6 tháng hay 1 năm, hãy đứng lên đòi lại chính đồng tiền của bạn đã đóng. Bảo hiểm xã hội chúng ăn hết từ kiếp nào rồi. Tháng 4 tan hàng là thế đó. Người dân tan hàng vì mất việc, vùng lên tống tiễn bọn khỉ về rừng để cùng nhau xây dựng lại một Việt Nam mới. Ánh sáng sẽ hiện ra khi bọn khỉ về rừng. Trong nhiều năm qua, Cộng sản Việt Nam lợi dụng chính sách toàn cầu hóa dùng cơ bắp của những thế hệ trẻ đi làm gia công cho các công ty Hàn Quốc và Đài Loan, đa số tập trung vào quần áo giày dép điện tử có rất ít với cơn đại dịch Chinese virus này. Người dân Hoa Kỳ, châu Âu và các quốc gia khác chẳng còn thời giờ nào mà bỏ tiền mua quần áo mới và giày dép nữa. May mặc và giày dép không phải là hàng hóa chiến lược nên các công ty này không nhất thiết phải rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, đơn đặt hàng sẽ giảm và những công ty có trên vài hàng ngàn công nhân sẽ phải thu hẹp lại, sử dụng thêm robot trong sản xuất, sa thải sẽ đến và thế giới sẽ không còn như ngày hôm qua nữa. Kẻ thù của chúng ta không phải là người Bắc hay những ai đã sinh trưởng trên bên kia vĩ tuyến 17. Kẻ thù của chúng ta chính là bọn đảng viên Đảng Cộng sản trên cả ba miền. Bọn chúng có khoảng 5 triệu, chúng ta có 95 triệu người, số phận do chính 95 triệu người định đoạt. Tự do không đến từ van xin kẻ áp bức, tự do đến từ vùng lên đạp đổ sự áp bức. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.